Dưới sự chủ trì và bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Dịch vụ Viễn thông Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ICT COMM 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2019. Đây là lần thứ tư Triển lãm Việt Nam ICT COMM 2019 được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là một hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, giúp các doanh nghiệp kết nối, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông phát thanh, truyền hình, sản phẩm điện tử, v.v. Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay dự kiến có khoảng 450 gian hàng của hơn 300 đơn vị đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó phải nhắc đến một số nước đứng đầu châu Á về phát triển công nghệ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Ngoài những sản phẩm với công nghệ thông tin thông thường được trưng bày, triển lãm quốc tế Việt Nam ICT COMM 2019 sẽ có hàng ngàn sản phẩm công nghệ mới nhất từ màn hình, máy tính, điện thoại, thiết bị đo đếm, thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy chụp hình công nghệ cao đến từ các hãng, tập đoàn tên tuổi trên thế giới như Samsung, Canon, Konica, v.v. tham dự sự kiện lần này.